Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ngừng uống rượu bia? Rượu là một trong những loại đồ uống gây hại sức khỏe nếu bạn dùng quá nhiều. Việc ngừng uống rượu bia mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Damon Jenkins, bác sĩ y khoa tại Mỹ cho biết, uống rượu rất có hại cho sức khỏe. Do đó, bác sĩ Jenkins cho hay, việc ngừng uống rượu dù chỉ trong vài tuần là một ý kiến hay. Đặc biệt nếu bạn thường xuyên tiêu thụ nhiều hơn giới hạn hàng ngày, 2 ly đối với nam giới. Sau đây là một số điều bất ngờ xảy ra với cơ thể bạn nếu ngừng uống rượu bia. Ngừng uống rượu và ngủ ngon hơn. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí nghiên cứu lâm sàng và nghiện rượu cho thấy, uống rượu trước khi lên giường làm tăng các mẫu sóng alpha trong não, một loại hoạt động não mà thường xảy ra khi bạn thức nhưng nghỉ ngơi. Khi bạn bỏ rượu thì giấc ngủ sẽ được cải thiện và tràn đầy sinh lực vào sáng hôm sau. Ăn ít hơn vào buổi tối. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, rượu là một trong những động lực lớn nhất khiến cho họ ăn quá nhiều. Điều đó có thể là do rượu làm tăng vị giác của chúng ta. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Obesity, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi người ta uống khoảng 2 ly rượu, họ ăn thêm 30% thức ăn so với những người chỉ uống dung dịch muối. Ngừng uống rượu khiến bạn ăn nhiều đồ ngọt hơn. Ngừng dùng đồ uống có cồn có thể khiến cơ thể bạn sẽ tìm đến những thứ có tác dụng kích thích mức độ tưởng tượng của não bộ như đồ ngọt. Bạn sẽ bắt đầu giảm cân. Đồ uống có cồn có năng lượng tiềm ẩn, giúp bạn tăng cân mà không hề nhận ra. Một ví dụ dễ nhận thấy là những ly cốc thai có thể chứa tới 300 calorie hoặc nhiều hơn sẽ khiến cơ thể bạn dư thừa năng lượng và tăng cân. Do đó, khi ngừng uống rượu bia, bạn sẽ bắt đầu giảm cân mà không cần nỗ lực tập luyện hay ăn kiêng nhiều. Da dẻ trở nên căng mịn hơn. Chỉ cần sau vài ngày bạn ngừng uống rượu bia, bạn sẽ thấy ngay lập tức nhận ra được da bạn không còn khô và mềm mịn hơn rất nhiều. Nguyên nhân của việc này là rượu có tác dụng như một loại thuốc lợi tiểu. Do đó, ngừng uống rượu sẽ giúp cơ thể bạn giảm tần suất bài tiết nước ra khỏi cơ thể, tiết kiệm được thêm một khoản tiền. Uống rượu, đặc biệt là rượu vang, hảo hạng là một thói quen hết sức tốn kém. Do đó, khi bỏ được thói quen sử dụng đồ uống có cồn, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá. Rượu ảnh hưởng đến tâm trạng. Người ta thường dùng rượu làm chất bôi trơn cho cảm xúc, và khi họ ngừng uống, họ có thể cảm thấy bồn chồn và bứt rứt, bác sĩ Redkin cho hay. Nguy cơ mắc ung thư của bạn giảm, nhưng nguy cơ bệnh tim mạch lại tăng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc sử dụng rượu thường xuyên có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư miệng, gan, ruột kết và trực tràng. Mặt khác, uống rượu ở mức độ vừa phải có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người uống rượu bia đều đặn ở mức độ nhẹ, nguy cơ đột quỵ tiểu đường và tử vong có thể tăng khi họ ngừng uống chúng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Được người ta mách, thái nhỏ vỏ chanh trộn với thứ này, mẹ em đã trị tận gốc bệnh xương khớp. Vừa đơn giản, lại có thể làm tại nhà luôn nhé. Bị viêm khớp bao lâu, mẹ em mới tìm ra giải pháp trị sạch tận gốc bệnh chỉ bằng vỏ chanh, đơn giản, hiệu quả và dễ làm. Chanh là một trong những loại trái cây thuộc họ cam chanh, rất giàu vitamin C, nên rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đến giờ, em mới biết công dụng này của vỏ chanh đó các mẹ ơi. Trước giờ em đang dùng chanh làm nước uống, làm đẹp từ nước cốt chanh hay dùng trong chế biến món ăn, đồ uống. Riêng về vỏ chanh thì thỉnh thoảng em có làm mứt hay làm tinh dầu đột cho thơm thôi. Nhưng mà gần đây em mới phát hiện ra một công dụng mới từ vỏ chanh nè các mẹ. Chuyện là mẹ em vốn mắc bệnh đau nhức xương khớp đã lâu và hầu như phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống thuốc nhiều sẽ kèm theo các tác dụng phụ mà bất cứ người bệnh nào cũng không mong muốn, đặc biệt là tình trạng giữa nước và đau nhức về đêm. Vì vậy, mẹ em thường dùng dầu, nước xanh xoa bóp mỗi tối thì mới mong ngủ yên được. Thế nhưng,
Theo bác sĩ, một đặc thù của bệnh khớp là không được dùng dầu nước xanh vì sẽ làm cho tình trạng xương khớp của người bệnh ngày một tệ hơn. Nhưng bệnh mẹ em đã quá nặng, chỉ uống thuốc thì không thể nào ngủ yên được. Thế vậy, bác sĩ điều trị đã hướng dẫn cho mẹ em một cách cắt đứt những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần đến dầu nước xanh hay bất cứ loại thuốc dùng ngoài da nào thêm cả. Và đó chính là vỏ chanh đó các mẹ. Cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi tối, em chỉ cần dùng vỏ chanh để xoa những vùng đang bị đau trên cơ thể của mẹ em chừng 5 phút và có thể loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Nếu không có vỏ chanh tươi hàng ngày thì các mẹ có thể chuẩn bị hỗn hợp dầu ô liu chanh sau này. Lấy 100g vỏ chanh tươi và 300ml dầu ô liu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Vỏ chanh tươi thái nhỏ và cho vào bình thủy tinh. Tiếp đến là đổ dầu ô liu vào, sao cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Cuối cùng là để bình ở nơi thoáng mát. Dùng ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Mỗi tối em sẽ lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau. Cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi một lọ như vậy sẽ dùng được khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu dùng hết thì bỏ đi, làm lọ khác nhé mọi người. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và khoáng khuẩn mạnh, sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp. Hãy bỏ túi hai cách chữa đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh vì nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonene, vitamin C, citrate pectin, có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Nhờ bài thuốc vô cùng đơn giản từ vỏ chanh này mà tình trạng đau nhức xương khớp của mẹ em đã được cải thiện đáng kể đó các chị ạ. Mỗi tối cứ lấy ra xoa lên chỗ đau nhức là có thể ăn ngủ ngon giấc rồi. Không những vậy, vào buổi sáng em còn pha thêm cho mẹ một ly nước chanh để nạp năng lượng cho cả ngày dài, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch cho mẹ luôn. Nhờ kiên trì kết hợp sử dụng dầu ô liu chanh với liệu trình trị bệnh mà bác sĩ đã đề ra, nên gần đây bệnh của em đã khỏe hơn rất nhiều, em mừng lắm. Em thấy bài thuốc này hay và đơn giản nên lên chia sẻ với mấy chị nè. Chị nào có tình trạng bệnh tương tự thì áp dụng ngay đi nhé, hiệu quả lắm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường toàn thế giới đang mở tiệc ăn mừng chia tay căn bệnh quái ác nhờ loại lá dân dã chữa bệnh tiểu đường như một phép màu của Thượng Đế, mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. 1. Khái niệm bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường hay bệnh dư đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tỳ trong cơ thể bị thiếu. Trong giai đoạn bệnh mới phát, bệnh nhân thường có dấu hiệu đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của nhiều bệnh hiểm nghèo và điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, họa thư, suy thận, liệt dương là bệnh tiểu đường. 2. Phương pháp chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa. Đây là một bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Lá dứa là một loại lá có mùi thơm, thường được sử dụng như một thứ gia vị trong ẩm thực. Trong trường hợp dùng để chữa bệnh tiểu đường, cần làm theo các bước sau. Lá dứa mua về rửa sạch, phơi khô, nhưng chỉ phơi trong bóng mát và vẫn giữ được màu xanh. Mỗi lần bạn dùng chừng 10 lá dứa, lấy dao cắt nhỏ, cùng với 2,5 lít nước đun sôi, tới khi thấy còn khoảng 2 lít, và bạn uống trong vòng 1 ngày. Có thể uống thay nước lọc.
Lưu ý, bạn nên uống trước các bữa ăn chừng 20 phút. Tác dụng hiệu quả, bạn có thể thấy được ngay trong một tuần đầu tiên, bên cạnh đó cần kiêng cữ ăn uống. Và điều quan trọng hơn, đó là việc thường xuyên tập thể dục. Lưu ý khi áp dụng bài thuốc dùng lá dứa chữa bệnh tiểu đường. Bạn nên ghi lại để theo dõi số lượng nước lá dứa mỗi lần uống và chú ý thường xuyên đo lượng đường trong giai đoạn mới uống. Điều đó giúp bạn có thể điều chỉnh số lượng nước lá dứa theo tình trạng bệnh của mình. Và cũng cần lưu ý, không để lượng đường huyết xuống quá thấp, nhất là lúc bạn đang ngủ, đang tắm hay đang lái xe sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa, người bệnh phải kiên trì thực hiện thì mới thấy hết tác dụng trong việc giữ đường huyết ổn định và ngăn ngừa biến chứng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sẽ không ai dám hâm lại cơm nguội để ăn nữa nếu biết sự thật khủng khiếp này. Cơm nguội thì nhà ai chẳng từng ăn phải không các mẹ? Trước nhà em cũng thế, cứ còn thừa cơm là hâm lại để ăn cho bữa sau. Mà chồng em lại còn có cái kiểu thích ăn cơm nguội hơn cả cơm nóng ý. Cứ tưởng như thế là bình thường. Đến hôm rồi, đọc được tin này trên mạng, tự nhiên em thấy run run, không biết từ giờ có nên giữ thói quen ăn cơm nguội như này nữa không? Cơm nguội độc như thế nào? Em thấy bảo, gạo sống luôn có sẵn bào tử của một loại vi khuẩn tên Bacillus. Đây là dạng khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và có thể sống sót ở nhiệt độ cao. Tức là cho dù bạn đã nấu chín gạo thành cơm thì loại bào tử này vẫn tồn tại. Nếu ăn luôn thì không sao, nhưng cơm chín một thời gian, ví dụ như từ bữa sáng sang bữa trưa, thì những bào tử này sẽ trở thành vi khuẩn thật sự và sinh sôi với số lượng lớn. Khi ăn phải cơm chứa những vi khuẩn này, người ăn sẽ bị ngộ độc, gây ra nôn mửa, tiêu chảy cấp, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, nhiều người còn đồn đoán rằng ăn cơm nguội hâm lại còn có thể gây ung thư dạ dày. Lý do là vì cơm có thành phần chính là tinh bột, mà trong điều kiện nhiệt độ từ 60 độ C trở lên sẽ diễn ra quá trình hồ hóa tinh bột. Dạng bột hồi do tinh bột nở ra ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hóa. Vì vậy, thường xuyên ăn cơm nguội chế biến lại có thể dẫn đến khó tiêu hóa, về lâu dài có thể bị ung thư dạ dày. Cách ăn cơm tốt nhất. Cơm sẽ đảm bảo dinh dưỡng nhất nếu sau khi nấu chín được ăn ngay. Cơm để càng lâu thì càng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do cách thức bảo quản không đúng. Các chuyên gia khuyên chị em, nếu muốn giữ lại cơm thừa để ăn bữa sau thì phải bỏ vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt, chậm nhất là một tiếng sau khi cơm chín. Có thể làm nguội cơm nhanh bằng cách dùng quạt hoặc ngâm nồi cơm vào nước lạnh rồi cho vào hộp để kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mặc dù vậy, các mẹ vẫn phải nhớ rằng không được để cơm quá 24 giờ. Sau thời gian đó thì đừng tiếc mà hãy đổ ngay đi. Nếu hấp bằng nồi cơm điện, có thể thêm một chút nước hoặc hấp lên trên cơm mới nấu. Hấp bằng lò vi sóng có thể giúp cơm đủ nóng mà không bị khô. Chú ý, chỉ hâm nóng cơm lại một lần duy nhất. Nếu như cơm đã hâm nóng rồi mà vẫn không ăn hết thì có thiết máy cũng đừng ăn thêm nữa. Chẳng ai muốn phí hoài mà đổ cơm đi, nhưng tiết kiệm được một chút thì chị em lại đánh đổi sức khỏe của cả gia đình. Thật chẳng xứng tí nào. Cách tốt nhất là các mẹ nên rút kinh nghiệm, để lần sau bạn nên nấu ít gạo lại, cân đối sao cho đủ ăn chứ không nên để cơm thừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức giúp trị giấc trĩ, viêm xoang, viêm loét dạ dày rất đơn giản. Bệnh như bệnh trĩ, viêm xoang và viêm phế quản là căn bệnh khiến nhiều người đau đớn và mệt mỏi. Có khá nhiều phương thuốc để điều trị, thế nhưng bạn nghĩ thế nào là một hỗn hợp có thể chữa cùng lúc ba căn bệnh khó chịu này?
Xin giới thiệu với các bạn hỗn hợp sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ sự phiền toái của bệnh trĩ ngoại, ngăn chặn tình trạng viêm nhức, làm khô mủ ở các xoang, đồng thời giúp điều trị bệnh viêm phế quản và đau răng. Thành phần cần thiết. Nguyên liệu của công thức gồm 3 thành phần: 1 lòng đỏ trứng gà đã luộc chín, 400mg dầu ô liu, 600g sáp ong. Bạn có thể mua tại công ty mật ong, cửa hàng bán sản phẩm ong mật hoặc các trang mạng trên Internet. Thực hiện. Bước 1. Cho phần dầu ô liu vào nồi nấu trên bếp lửa nhỏ, rồi cho phần sáp ong vào đun sôi chừng 10 phút. Lúc này cả dầu ô liu và sáp ong sẽ tan ra đều. Lưu ý. Vừa đun trên bếp vừa khuấy đều để hỗn hợp được đồng nhất với nhau. Bước 2. Sau khi đun sôi hỗn hợp dầu và sáp, hãy cho lòng đỏ trứng gà vào và khuấy đều. Hỗn hợp này sẽ tạo bột li ti, bạn hãy vớt bột ra ngoài. Bước 3. Tiếp tục đun hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất. Lưu ý khuấy đều tay để hỗn hợp không bị cháy màu. Sau đó tắt bếp và đợi hỗn hợp nguội hẳn. Bước 4. Dùng rây lọc để lọc bỏ phần cặn. Chỉ cần phần hỗn hợp miễn nhiễm. Cuối cùng, bỏ hỗn hợp vừa tạo thành vào một ly thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh. Hỗn hợp này có thể dùng được lâu và bảo quản được trong tủ lạnh đến 10 tháng. Cách dùng. Đối với bệnh trĩ đau răng và vết bỏng, bôi trực tiếp hỗn hợp vào nơi bị đau 2 lần trên ngày để có kết quả tốt nhất. Đối với viêm xoang, đun nóng để làm tan chảy một lượng nhỏ hỗn hợp rồi nhỏ vào mũi. Hỗn hợp này sẽ vô cùng hiệu quả với việc làm khô mủ và dịch nhờn trong xoang, giúp điều trị viêm xoang hiệu quả. Đối với viêm phế quản, viêm đau dạ dày, uống 1/2 thìa cà phê hỗn hợp này 3 lần trên ngày trước bữa ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.